chào các bạn đến với kênh ha. Thì đây mình chỉ có một cái tai nghe Bluetooth mình mua cũ từ Thế Giới Di Động. Mình xin giới thiệu cho các bạn trong cái video clip này ha. Thì đối với những cái mua cũ thì các bạn có thể là thử tại shop hoặc là thử trên mình tự động thử. Thì đây mình mua cái này, hồi trước mình có mua cái cũ rồi ha, một cái cũ là 400, nhưng mà giờ nó bị mất rồi, mình sẽ mua cũ này là giá nó là giá 90.000 đồng tại Thế Giới Di Động. Thì mua cũ này thì mình đã nhờ sinh viên để nhờ cho nhân viên nó test kỹ rồi. Test kỹ gồm có test là lò thoại, test nghe nhạc, test ấy rồi. Thì mình nói mua cái này để làm gì? Ví dụ mình mua cái này là ví dụ mình ngồi mình đứng ngoài đường đó, mình đang ví dụ mình đang ở một nơi không biết, thì mình bật Google Maps lên, thì Google Maps nó chỉ đường, thì mình đeo cái này vô thì mình có thể đi đúng cái đường đó mà không cần nhìn cái map đó. Hoặc có thể là những cái người tài xế, người xe ôm thì họ đeo cái này để người ta sẽ chỉ dẫn hay là đàm thoại đến tay. Thì cái này là có kết tham. Thì tiện thêm mình nói là cái chỗ này, ví dụ là mình mua ở đâu, ví dụ là ở những trang uy tín, ví dụ là những cái trang mà thường ta thường nhắc đó. Thì mình mua cái này là cái tai nghe này là cái mã nó là Renmax N522N. Thì 5 5 522N thì mình mua là mua cái mới. Tuy nhiên cái cũ thì là nó sẽ bán 552S. Thì mình cái này thì nó đặc biệt xíu là ví dụ là mình ở ví dụ là không phải là cái Thế Giới Di Động nào đâu không có cái máy này. Ví dụ mình đăng nhập trên cái web đó. Mình coi thử những cái phụ kiện cũ thì nó có ở cái Thế Giới Di Động ở chỗ nào. Ví dụ là Thế Giới Di Động ở Thủ Đức thì nó có, nhưng mà Thế Giới Di Động ở Bình Thạnh thì nó không có cái này. Thì mình phải xem cái thiết bị này nó có ở chỗ Thế Giới Di Động ở chỗ nào, thì mình tới đó mình mua thì nó mới có được. Thì thường thường là những cái đồ cũ đó thì nó sẽ đăng lên chỗ những cái trang là ví dụ là trang Thế Giới Di Động, thì mình tìm cái trang đó có tại địa phương mình hay không. Nếu không có thì mình phải ship về, từ cái Thế Giới Di Động này về Thế Giới Di Động tại địa phương mình, thì nó sẽ tốn một cái xíu tiền phí, nhưng mà nó sẽ lâu hơn là mình sẽ tới tại cái cửa hàng đó mà có sản phẩm đó. Thì mua trước thì nó sẽ giới thiệu cho mình, bảo hành cho mình, ví dụ là bảo hành trong vòng một tháng đó. Ví dụ là nếu cái máy này nó bị hư thì nó sẽ đổi mới cho mình luôn. Khi mua cái này thì người ta sẽ tặng cho mình một cái cáp, cái cáp đỡ sạc, tặng cái cáp thôi, tặng cái cáp đỡ sạc cho cái máy này thôi, còn cái cốc sạc thì nó sẽ không có. Thì trên cái máy này nó sẽ có ha, nó sẽ có những cái nút, ví dụ là nút tăng giảm âm lượng là cái nút dài dài bên này đó, cái nút nguồn và cái nút đàm thoại rảnh tay là cái nút sắt đó, cái nút sắt mà có cái hình điện thoại trên, là ví dụ là ai gọi điện tới thì bấm nút này thì mình sẽ có thể nhận được điện thoại, không cần bấm trên cái điện thoại ha. Thì đây là đàm thoại rảnh tay. Thì đối với những người nào mà bắt tài xế đó, ai gọi tới đó thì mình sẽ bấm cái nút này mình nhận cuộc gọi luôn, không cần bấm trên cái điện thoại, rất là tiện. Còn pin sử dụng cho cái máy này, ví dụ xài trong tầm 3 tiếng sau khi mình đàm thoại mình thấy nó là không còn trong suốt, ví dụ là nó chập chờn thì mình có thể sạc. Thì ngồi đê đỡ biết nó pin nó yếu, thì cái đèn này ở trên cái máy này nó có một cái đèn, ví dụ là khi điện thoại mà nó ví dụ đủ á, hay là béo pin và béo sóng, ví dụ khi đủ thì nó nhấp nhé một đèn xanh một đèn đỏ, mà khi pin nó yếu thì nó béo cái đèn đỏ, mình cắm sạc vô thì nó béo đèn đỏ, và khi cắm sạc vô béo đèn xanh, coi như là pin cái pin chỗ thiết bị này nó đầy. Thì mình mua thì mình thấy cái chỗ này là nó có
hai cái mà trong khi các cái này về cái kia thì cái này thì nó rẻ hơn. Mình mua mới cái này là 400, nhưng mà mua cũ thì giá này là nó 90 ngàn. Thì các bạn có thể tham khảo trên cái trang web ha. Trang web của nó thì nó cái mua thì các bạn có thể đặt hàng. Thường thường là mình thấy trên cái trang web này nó thường thường là nó đặt hàng kín chỗ hết. Ví dụ là cái thiết bị này người ta đặt hàng thì nó sẽ không bán cho mình nữa mà nó bán cho cái người đặt hàng. Thì các bạn coi thử cái sản phẩm này nó đặt hàng chưa. Nếu nó chưa đặt hàng thì các bạn có thể đặt hàng rồi tối tới tận cửa hàng mà nó có cái sản phẩm này để các bạn mua thì nó mới có. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.